Theo CNN, ngày 1 tháng 8, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố sai lệch rằng đối thủ tranh cử tiềm năng của đảng Dân Chủ là Phó Tổng thống Kamala Harris dường như chuyển thành người gốc Phi chỉ vài năm gần đây. Phát biểu được đưa ra tại cuộc gặp của những nhà báo gốc Phi tại Chicago ở bang Illinois khi một phóng viên hỏi ông về bà Harris. Ông Trump trả lời rằng bà ấy luôn là người gốc Ấn Độ và bà ấy chỉ quảng bá cho di sản Ấn Độ. Tôi không biết bà ấy là người da đen cho đến tận nhiều năm trước khi bà ấy tình cờ chuyển sang da đen và giờ bà ấy muốn được biết đến là người da đen. Vì vậy tôi không biết bà ấy là người Ấn Độ hay là người da đen. Cựu Tổng thống nhấn mạnh ông luôn tôn trọng cả hai, đồng thời cho rằng có ai nên xem xét điều ông thắc mắc. Sau đó cùng ngày phát biểu tại Houston ở bang Texas, bà Harris nói cách mô tả bà của cựu Tổng thống Trump thể hiện màn trình diễn cũ, sự chia rẽ và thiếu tôn trọng. Bà phát biểu, tôi chỉ nói thế này, người dân Mỹ xứng đáng điều tốt đẹp hơn. Bình luận của ông Trump phản ánh sự công kích tương tự nhằm vào các đối thủ chính trị gốc Phi trước đây, trong đó có những năm ông thúc đẩy giả thuyết sai lầm cho rằng cựu Tổng thống Barack Obama không phải sinh ra ở Mỹ. Về phía phó tổng thống đương nhiệm của Mỹ, mẹ của bà là người Ấn Độ, còn cha là người Jamaica và cả hai di cư đến Mỹ. Bà Harris sinh ra ở Oakland, bang California và học Đại học Howard ở Washington DC, trước đây là trường dành cho sinh viên gốc Phi. Bà là người phụ nữ, người gốc Phi và là người gốc Á đầu tiên trở thành phó tổng thống Mỹ. Cuộc trao đổi tù nhân giữa Nga và phương Tây hôm 1 tháng 8 có thể giúp Tổng thống Mỹ Joe Biden đánh bóng di sản chính sách đối ngoại của mình trong những tháng cuối nhiệm kỳ. Tuy thành tích của Tổng thống Biden trên trường thế giới có thể bị ảnh hưởng nặng nề vì các cuộc xung đột ở Ukraine và Trung Đông, nhưng cuộc trao đổi tù nhân phức tạp đa quốc gia với Nga vừa diễn ra đã mang lại một thành tựu chính sách đối ngoại rất cần thiết trong bối cảnh căng thẳng toàn cầu gia tăng. Đặt một thỏa thuận mang tính bước ngoặt như trên được cho là một việc đầy khó khăn trong bối cảnh xung đột ở Ukraine, trong đó Washington đang cung cấp vũ khí cho Kiev để chống lại chiến dịch quân sự của Nga, khiến mối quan hệ Moscow-Washington xuống mức thấp nhất kể từ chiến tranh lạnh. Tuy nhiên, việc trao đổi tù nhân đã diễn ra thành công, hướng tới giải quyết những gì mà các trợ lý của Tổng thống Biden từ lâu xác định là ưu tiên trong chương trình nghị sự chính sách đối ngoại của nhà lãnh đạo Mỹ. Đặc biệt là sau khi ông dừng chiến dịch tái tranh cử và ủng hộ bà Harris trở thành ứng viên tổng thống của Đảng Dân Chủ cho cuộc bầu cử vào tháng 11. Ông Dennis Ross, cựu cố vấn Trung Đông trong chính quyền Mỹ nhận định đó là một thành tựu ngoại giao thông minh đã tạo ra thành tựu này. Việc đưa những người Mỹ bị bắt giữ và bị giam giữ trở về là một phần trách nhiệm của bất kỳ chính phủ nào. Tổng thống Biden đã ca ngợi việc trao đổi tù nhân là một chiến tích ngoại giao và việc này có thể mang lại cho bà Harris một điểm tích cực để đưa ra trong chiến dịch tranh cử chống lại ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa là cựu tổng thống Donald Trump. Sau khi những người Mỹ bị giam ở Nga được thả, bà Harris viết trên mạng xã hội X rằng bà cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng nỗi thống khổ khủng khiếp của họ đã qua và họ sẽ sớm được đoàn tụ với gia đình. Bà Harris còn nhấn mạnh bà và Tổng thống Biden sẽ không ngừng làm việc cho đến khi mọi người Mỹ bị giam giữ hoặc làm con tin một cách bất công được trở về nhà. Một quan chức Nhà Trắng tiết lộ với The Wall Street Journal rằng bà Harris đã có vai trò trong các cuộc đàm phán với các đồng minh để đảm bảo thỏa thuận trao đổi tù nhân nói trên. Vị quan chức cho biết thêm, bà Harris đã gặp Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Thủ tướng Slovenia Robert Golob tại Hội nghị An ninh Munich vào tháng 2 để thúc giục cả hai nhà lãnh đạo thúc đẩy thỏa thuận. Ông Jeff Drake, từng là nhà ngoại giao Mỹ và hiện là Chủ tịch Viện Mỹ-Đức tại Đại học Johns Hopkins của Mỹ, nhận định trao đổi tù binh lần này phản ánh mối quan hệ được cải thiện đáng kể giữa Đức và Mỹ dưới thời Tổng thống Biden so với thời ông Trump còn làm chủ nhân Nhà Trắng. Tuy nhiên, theo Reuters, không có dấu hiệu nào cho thấy Tổng thống Putin đang tìm cách hàn gắn mối quan hệ với Washington và giới chức thuộc chính quyền Tổng thống Biden cho hay thỏa thuận nói trên dường như là cuộc trao đổi chỉ diễn ra một lần.